Huế, một thành phố du lịch nổi tiếng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách, với vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu cho du lịch nghỉ dưỡng. Hôm nay, ống kính học đường mời các bạn tới khám phá một trong những khách sạn sang trọng và đầy tiện nghi nhất tại Huế, khách sạn Morin. Với vị trí địa lý lịch sử đặc biệt cùng vẻ đẹp về nghệ thuật kiến trúc, khách sạn đã được đưa vào danh mục các công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu của thành phố Huế. Đây cũng là một trong những khách sạn cổ nhất Việt Nam, là khách sạn đầu tiên của miền Trung và là biểu tượng lịch sử của du lịch Huế nói riêng, du lịch Việt Nam nói chung. Tọa lạc tại vị trí tuyệt vời nhất của cố đô Huế, với bốn mặt tiền giáp các giao lộ Lê Lợi Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám Trương Định, gần cầu Trường Tiền và bên dòng Hương Giang thơ mộng, khách sạn Sài Gòn Morin tự hào với phong cách kiến trúc Pháp đặc trưng, cùng với những tiện nghi sang trọng và dịch vụ cao cấp. Vừa rồi, chúng tôi đã tham gia một buổi tập huấn tại khách sạn nổi tiếng này và rất ấn tượng với vẻ đẹp của khách sạn, nên đã chọn lọc và giới thiệu khách sạn này để chia sẻ thông tin đến du khách và những người xem trên ống kính học đường. Khách sạn Sài Gòn Morin, ra đời từ năm 1901, là một di sản kiến trúc cổ điển Pháp với một lịch sử đậm đà. Với hơn một thế kỷ tồn tại, nó hiện đang được coi là một trong những biểu tượng lịch sử của ngành du lịch ở Việt Nam và cũng là một trong những khách sạn có niên đại lâu đời nhất tại đất nước này. Sài Gòn Morin không chỉ là điểm đến đầu tiên của miền Trung, mà còn là một biểu tượng quan trọng của du lịch Huế và Việt Nam. Khách sạn Sài Gòn Morin đã được công nhận là một trong top 5 khách sạn cổ nhất của Việt Nam, cũng như là một trong những điểm đến cao cấp hàng đầu tại Huế. Với sứ mệnh giữ gìn và phát triển một phong cách cổ điển và thanh lịch, đây thực sự là một nơi mang lại không gian nghỉ dưỡng tuyệt vời cho du khách. Mang trong mình cả một gia tài đồ sộ về văn hóa lịch sử, khách sạn Sài Gòn Morin như một chứng nhân lịch sử của đất cố đô. Dường như mỗi góc bên trong hay ngoài khách sạn cũng đều mang hơi thở của thế kỷ. Ngay quầy lễ tân của khách sạn là bức tượng bán thân bằng đồng khắc tạc chân dung Vladimir Morin, ông chủ người Pháp đã làm nên tên tuổi của khách sạn Sài Gòn Morin. Bức tượng này do cháu nội của ông thực hiện tại Pháp, sau đó chuyển tặng lại cho khách sạn. Dọc theo hành lang các tầng lầu khách sạn, du khách như được quay ngược dòng thời gian, sống lại những năm đầu thế kỷ trước, khi chiêm ngưỡng 500 bức ảnh tư liệu quý về quá trình thành lập khách sạn được trưng bày tại đây. Đặc biệt, cầu thang gỗ cổ đã được khách sạn giữ gìn nguyên vẹn từ năm 1925 cùng với hai cây cổ thụ trên 120 năm tuổi nằm trong khuôn viên nay là nhà hàng sân vườn Le Rendezvous. Nhà hàng sân vườn Rendezvous là điểm nhấn đặc biệt tại khách sạn, nơi du khách có thể thưởng thức những buổi barbecue và buffet tuyệt vời. Với không gian mở rộng và thoải mái, đây là nơi mang lại cảm giác thư giãn và đậm chất ấn tượng cho du khách. Không gian xung quanh được bao phủ bởi cây cỏ và bóng mát của những cây cổ thụ, tạo ra một không gian mát mẻ và lãng mạn, lý tưởng để thưởng thức những hương vị ẩm thực đậm chất Á, Âu. Khách sạn Sài Gòn Morin ở Huế sở hữu một không gian với phong cách kiến trúc thuộc địa Pháp, bao gồm 180 phòng ngủ và các phòng siêu có diện tích lớn nhất trong thành phố. Mỗi phòng đều được trang bị sàn gỗ, phòng tắm lát đá cẩm thạch và được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại để mang lại sự thoải mái cho du khách. Khám phá khách sạn Sài Gòn Morin không chỉ là việc trải nghiệm dịch vụ nghỉ dưỡng sang trọng, mà còn là một cuộc hành trình khám phá về văn hóa kiến trúc và lịch sử. Đây là cơ hội để du khách hiểu thêm về những giá trị cổ xưa, những nét đặc trưng của thời kỳ quá khứ, trong chính hành trình du lịch của mình. Khách sạn này không chỉ là nơi để nghỉ ngơi, mà còn là dịp để trải nghiệm sâu sắc văn hóa truyền thống của Việt Nam. Đặc biệt,
du khách sẽ có cơ hội khám phá và hiểu hơn về khách sạn Morin, một địa chỉ cổ xưa tại Huế, thành phố du lịch nổi tiếng hiện nay. Bây giờ, xin mời mọi người tự mình khám phá khách sạn này để cảm nhận được vẻ đẹp sang trọng, mang nét tiềm ẩn bởi phong cách kiến trúc và truyền thống của mình. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời để đắm chìm trong không gian lịch sử và thưởng ngoạn những chi tiết tinh tế của khách sạn Sài Gòn Morin tại Huế, một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự hòa mình giữa hiện đại và truyền thống.